Hello, chào các bạn. Bữa tối thứ hai đầu tuần. Mọi người có khỏe không ạ? Giờ đang thời gian chờ cái live stream đi, mọi người có khỏe không ạ? Chào các bạn. Tối thứ hai các bạn có đi đâu không ạ? Các bạn có khỏe không ạ? Vâng, bây giờ live stream lên rồi. Tối hôm nay chúng ta chia sẻ một cái chủ đề vô cùng quan trọng, đó là 10 cộng 7 có thể đang chờ đợi bạn ở phía trước á. Và cuộc đời chúng ta không khéo thì chúng ta bị những cái cạm bẫy trong cái cuộc đời này. Và tối hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái chủ đề này. Hôm nay mình cũng đang bị cảm. Đứng lớp 2 ngày cuối tuần rồi, ngày hôm nay mình có lớp nữa, mình mới vừa về. Nhưng mà lỡ hứa rồi. Nên là biết đâu sau cái live stream xong cái mình sẽ hết cảm. Năng lượng lên cái mình sẽ hết cảm. Đúng rồi, mình bị viêm xoang. Có lúc thì nó bị ảnh hưởng mình quá. Và bây giờ chúng ta chào nhau đi các bạn ơi. Chào nhau đi, làm quen nhau đi. Chào bạn Như Ngọc, chào bạn Hải Yến. Ok. Bạn Lê Bảo hỏi mình viêm xoang, đúng rồi. Cảm ơn bạn Lê Bảo rất là nhiều. Tối hôm nay thì cái chương trình, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ làm quen với mình nhé. Chào bạn Võ Hồng. Cười nhiều lên cho khỏe thôi. Ok, rất là tự trọng. Chào bạn Lâu Châu Tự Trọng. Hồi chiều mới tham gia lớp, bạn Châu Tự Trọng hồi chiều mới tham gia lớp. Chào bạn Huy Phan. Chào bạn Nguyễn Tuấn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì làm quen với mình nhé, kết nối với mình, rồi chúng ta sẽ làm quen nhau. Xong cái livestream này mình sẽ kết nối với các bạn. Chào bạn Phạm Anh. Chào bạn Vũ Đức Minh. Và các bạn chúc thầy mau khỏi bệnh. Vâng. Chào bạn Minh dễ thương quá. Ồ. Và các bạn nhớ giới thiệu về mình, các bạn ở cái khu vực nào các bạn giới thiệu để mình biết luôn. Như bạn Võ Hồng, em đang ở cái khu vực nào. Bạn Nguyễn Trung Kiên. Ok. Lâu quá. Chào anh Duy, lâu quá chưa gặp. Ok. Chào bạn Đăng Quỳnh, chào biển bạn Nguyễn Hoàng Thương, chào bạn Sally Lê. Ok, các bạn rất là tuyệt vời. Và bây giờ các bạn đã chia sẻ. Hồi nãy giờ mình chưa lấy cái máy laptop của mình ra luôn. Trong thời gian chờ đợi mình lấy cái máy laptop của mình ra luôn. Quên, mình mới vừa về cái mình tranh thủ mình lên live stream liền. Và cái chủ đề tối nay rất là quan trọng nha các bạn ơi. 10 cái cặm bẫy nó có thể là đang chờ bạn ở phía trước. Và các bạn, tình hình là chúng ta live stream đến tới 10 giờ rưỡi. Hôm nay mình sẽ nghỉ sớm một chút xíu, tình hình là chúng ta live stream đến 10 giờ rưỡi. Nên các bạn chuẩn bị tập đi, sách vở, và các bạn đảm bảo rằng các bạn là ngồi đến 10 giờ rưỡi. Các bạn đang chờ mình bật cái laptop của mình lên cái. Đảm bảo là đến 10 giờ rưỡi nhé. Và các bạn đang ở cái khu vực nào thì các bạn, em nhận được sách rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Chúc mừng các bạn. Bạn nào nhận được sách thì chúc mừng bạn. Bạn Anh Kho ở quận 12. Ok, chào bạn Đăng Quỳnh. Hôm nay em cũng lên live stream. Bạn Đăng Quỳnh rất là tuyệt vời. Và các bạn giới thiệu về mình đi, ở khắp mọi miền đất nước. Cái chủ đề hôm nay nó rất là quan trọng. Và các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, để các bạn nhớ, các bạn xem lại, để người thân các bạn xem. Để cho chúng ta ở Thảo Điền. Bạn Trung Kiên ở Thảo Điền quận 2. Ô, mình cũng ở Thảo Điền nè bạn Trung Kiên ơi. Vậy thì chúng ta liên hệ với nhau đi. Bạn Hải Yến, em đọc xong một quyển rồi thầy ạ. Rất là tuyệt. Ok, bạn Hải Yến, em đọc cái quyển nào vậy? Bạn Nguyễn Anh ở Bình Dương. Ok, các bạn rất là nhiệt huyết. Và bạn nào chưa chia sẻ live stream mình thì các bạn tranh thủ bạn chia sẻ. Mình thấy mới có 5 bạn chia sẻ à. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta đi vào cái điều đầu tiên. Mà trước khi vào mình dành một chút xíu để mình giới thiệu sơ về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là 42 tuổi. Và hiện tại thì mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân cho tới hôm nay cũng đã được 8 năm rồi, 9 năm rồi. Và bạn Trung Kiên hôm nào đi học lại rồi, đúng rồi bạn Trung Kiên ơi. Và mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Cái quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. Quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Quyển thứ ba là Bị Dân Đầu Quay. Cái quyển Bị Dân Đầu Quay thì đang bán ở nước ngoài, đang bán bên Mỹ. Cái quyển Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì đang bán tại Việt Nam. Mình có một cái offer cho các bạn nào mà mua cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì bên mình sẽ gửi đến tặng nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước thông qua con đường bưu điện. Và các bạn sẽ được add vào một cái group riêng. Cái group đó mình sẽ trả lời, giúp cho bạn trả lời những câu hỏi về kinh doanh. Các bạn sẽ đặt cho mình những câu hỏi và mình sẽ rồi, và lâu lâu mình sẽ live stream riêng trong cái group đó về kinh doanh. Nên là bạn nào mà chưa có sách thì chúng ta đảm bảo chúng ta đọc sách để các bạn có cái kiến thức về kinh doanh. Hai quyển sách mình viết về kinh doanh thôi. Và mình có quyển sách thứ ba
sắp ra rồi là cái quyển kinh doanh online, bán hàng online. Vừa rồi các bạn nào lên Facebook thì các bạn thấy mình chia sẻ cái bìa sách đồ rồi đó. Ok chưa? Rồi. Vậy là mình hết một phút quảng cáo về mình. Và bây giờ các bạn cũng quảng cáo về các bạn đi. Để cho mọi người cùng biết các bạn tên gì, các bạn ở đâu, các bạn đang kinh doanh nghề gì. Để cùng comment lên này để mọi người cùng nhau biết. Ok chưa? Bạn nào có sách rồi mà các bạn chưa vào group thì các bạn comment để các bạn đưa link vào. Nếu mà các bạn nào mà không có sách thì gần như là các bạn không có vào group được đâu, bởi vì các bạn không biết những cái câu hỏi. Tại vì trước khi vào group thì chúng ta trả lời những câu hỏi, các bạn không thể trả lời những câu hỏi được. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng vào chương trình chưa? Bạn Trung Kiên đặt quyển sách online. Bạn Trung Kiên có hai cái quyển kia chưa? Ok chưa? Nếu bạn Trung Kiên chưa có thì bạn đặt luôn. Trí, em có hai quyển kia chưa Trí ơi? Để báo cho mình biết. Chưa có thì có luôn. Còn quyển online thì mất hết một tháng nữa mới ra được. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề chính. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Comment xuống và đã sẵn sàng rồi. Và bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn đảm bảo các bạn chia sẻ về đi. Các bạn đảm bảo các bạn chia sẻ về. Ok chưa? Vâng. Và bây giờ chúng ta vào đề chính thi. Chúng ta có 10 cái cặm bẫy mà nó đang chờ chúng ta. Cái thứ nhất, các bạn ghi vào. Cái thứ nhất là em có đồ thẻ. Ok, rất là tuyệt vời bạn Trí ơi. Ô, bạn Phạm Tuấn Tú. Em mới vừa ăn tối với mình mà giờ em đã về tới nhà rồi. Rất là tuyệt vời bạn Tuấn Tú ơi. Thì mình mới vừa đi ăn tối. Mình đứng lớp ra xong. Các bạn biết là mình đứng lớp cả một ngày thứ bảy, cả một ngày chủ nhật, và ngày hôm nay mình cũng đứng lớp cả ngày, ngày mai mình cũng lớp cả ngày, ngày mốt mình cũng đứng lớp tới khuya luôn. Và đó là hiện tại. Các bạn thấy cái giọng mình đang nói khàn khàn, đứng lớp cả ngày đang khàn khàn. Ok, và bây giờ chúng ta vào chủ đề chính. Ok chưa? Thứ nhất, cái lý do lớn nhất đó là chúng ta đặt cái mục tiêu quá cao. Ghi vào. Một là chúng ta đặt mục tiêu quá cao. Nếu các bạn đặt mục tiêu quá cao thì nó như thế nào ạ? Ok chưa? Các bạn sẽ rớt vào một cái trường hợp nó như thế nào ạ? Là các bạn sẽ không có làm được. Đúng rồi bạn Lê Quy ơi, mình đang bị cảm. Đứng lớp nhiều quá, có lẽ sức khỏe nó tụt, cái giọng nó khàn khàn. Đó. Và khi mà chúng ta đặt mục tiêu quá cao thì chúng ta không có làm được. Và khi mà chúng ta không làm được á, thì nó làm cho chúng ta mất năng lượng, mất nhiệt huyết đi, mất nhiệt khí đi. Và thậm chí người ta còn nói là bạn ba hoa khoác lác nữa. Tuy nhiên các bạn đó mà các bạn xem một đoạn YouTube và các bạn có thể đi học những lớp nào đó thì người ta nói là đã lỡ đặt mục tiêu thì phải đặt mục tiêu cao. Có nhiều người vậy, nhưng mà đối với mình, cái kinh nghiệm của mình thì mình phát hiện ra rằng đặt mục tiêu cao nó chỉ làm cho bạn tiêu hao năng lượng thôi. Bởi vì những con người đó họ đọc sách của ai đó, họ nghe họ nói rằng là nếu chúng ta đặt cao lên mặt trăng thì chúng ta làm một nửa đó tới trần nhà thì chúng ta cũng đã cao rồi. Những người đó là những người họ biến mục tiêu thành ước mơ. Đặt cao chúng ta làm không được, và chúng ta làm không được là chúng ta mất năng lượng, chúng ta mất nhiều khí, chúng ta mất đi ý chí đi. Họ nói là đặt mục tiêu cao rồi mình cố gắng làm một nửa thôi. Mình thấy cái đó là cái lời lý thuyết họ đọc ở trong sách, họ nói cái gì á. Với bản thân mình, đặt mục tiêu vừa phải để gì à? Khi chúng ta đạt được thì con người chúng ta hưng phấn và chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đặt mục tiêu tiếp. Với mình á là chúng ta đi từng chút một, như vậy thì nó mới bền vững. Bởi vì các bạn nên nhớ như vậy này, một cái nguyên lý này: khi chúng ta chuyển từ điểm A sang điểm B, chúng ta bước từ bậc thang A lên bậc thang B, các bạn chưa, thì chúng ta phải đi từng bậc bằng một. Bởi vì quá trình mà chúng ta chuyển này á, thì bất kỳ khi các bạn thay đổi từ mục tiêu A sang mục tiêu B thì các bạn luôn gì ạ, luôn có một cái sự là chúng ta phải chiến đấu với chính mình. Các bạn chưa, và các con người chúng ta nó chưa thích nghi được. Ví dụ là mỗi sáng bạn thức dậy bạn chạy 3 vòng. Tuy nhiên nếu mà chào bạn Lục Nguyễn, thật tuyệt vời, lần đầu tiên gặp anh. Ok, rất là vui bạn Lục Nguyễn mình cũng rất là vui làm quen với các bạn. Ví dụ là hàng ngày bạn chạy 3 vòng đều rồi mà bạn muốn lên 4 vòng, bạn còn vô như chưa, thì để chiến thắng được 4 vòng đó bạn phải chiến thắng chính mình. Và có thể là bạn chạy được ngày đầu tiên 4 vòng thì cái con người của bạn đòi hỏi nó phải thích nghi đã, nó mới giữ được cái phong độ 4 vòng đó. Rồi vài ngày sau chúng ta mới lên được mục tiêu 5 vòng, các bạn hiểu chưa? Bởi vì
Khi mà chúng ta đạt từng mục tiêu một á, thì cái con người chúng ta nó phải thích nghi, nguồn lực nó phải thích nghi, tư duy chúng ta phải thích nghi, suy nghĩ chúng ta phải thích nghi, mọi thứ chúng ta phải thích nghi hết, thì cái việc đạt mục tiêu đó nó bền vững. Chứ không phải là chúng ta đặt mục tiêu nó quá cao rồi không bao giờ chúng ta đạt được là chúng ta thất vọng. Và đôi khi chúng ta là người gì ạ? Tự mắc bẫy cho chính cái cách chúng ta đặt mục tiêu trong cuộc đời mình. Gần đây mình xem rất là nhiều người, chào bạn Danh Tiến, ok, rất vui làm quen với các bạn. Mình gặp rất là nhiều bạn, họ cứ chia sẻ là nó là đặt mục tiêu rất là cao và chúng ta làm một nửa thôi thì chúng ta cũng rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ mà của những người họ nói bằng lý thuyết. Bản thân những con người họ nói đó, họ chúng chả bao giờ họ đạt được cái mục tiêu mà họ đặt cao đã. Các bạn chưa? Họ chả bao giờ họ đạt mục tiêu, họ chỉ nói cái lý thuyết thôi. Bạn ơi, nói đúng chưa? Và cái lý thuyết thì ai nói không được, nói mà làm được á, thì nó mới khó. Còn nói mà để cho nói thì ai nói không được. Các bạn hiểu chưa? Nó là không khéo chúng ta sẽ trở thành cái bẫy của chính cuộc đời mình. Không khéo chúng ta trở thành cái người gì? Khót lát. Đặt mục tiêu trên trời rồi có làm có được đâu. Không khéo chúng ta thành những cái người gì? Nói mà không làm được, mất uy tín đi. Nó là chúng ta đặt mục tiêu vừa phải rồi chúng ta đạt được, rồi chúng ta cảm giác chúng ta rất là hưng phấn, rồi chúng ta lại đặt mục tiêu tiếp. Ví dụ như năm nay này mình đặt mục tiêu là mình có được 2 quyển sách. Bởi vì mình tính toán được cái tốc độ của mình. Là khoảng bây giờ là mình chuẩn bị ra quyển thứ 3, là tức là trong năm nay, năm 2018 này thì bắt đầu mình bắt tay kế hoạch cho cái quyển tiếp theo rồi. Tức là năm nay mình sẽ đạt được 2 quyển sách, đó là nó vừa phải với mình. Chứ ví dụ mình năm nay mình đặt mục tiêu 5 quyển sách mà chừng cuối cùng lăn ra làm không được, nói một nửa đó thì nó quay không, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đặt cho vui rồi khoác lác. Rồi nói rằng là đi đâu cũng tuyên bố là năm nay tôi phải 5 quyển sách, năm nay tôi phải 5 quyển sách, mình thật sự là cái nguồn lực của chúng ta có làm nổi đâu. 2 tháng 1 quyển sách mình sao làm nổi, bạn hình như chưa? Nên là khi đặt mục tiêu nó cũng phải có cái cơ sở, chứ không phải muốn đặt sao là đặt và thế là chúng ta trở thành cái bẫy của mình. Ví dụ như doanh nghiệp của chúng ta, doanh số của chúng ta, ok chưa, đạt 100 triệu một tháng rồi thì chúng ta đặt 120 và chúng ta cố gắng đạt được. Và khi chúng ta đạt được thì chúng ta đặt lên 150, nó có ai đâu, cứ mắc mát gì đâu, chúng ta được quyền đặt lại mà. Cứ cái lý thuyết đặt mục tiêu cao rồi làm một nửa thì nó cũng, cái đó là cái lý thuyết, những người đó họ nói cái đó là họ lý thuyết, chính những người đó họ không bao giờ họ làm được cái đó. Nên là cái kinh nghiệm của mình là đặt từng mục tiêu một đơn giản nhẹ nhàng. Đặt mục tiêu xong mà mình thấy nó rất là đơn giản và mình thấy rằng nó có thể làm được ngay trong tầm tay của mình thì bắt đầu nó lúc đó nó mới có động lực chứ. Đặt mục tiêu xong thấy áp lực quá, đặt một mục tiêu xong mình nhìn xong mình không thấy được cái nguồn lực của mình làm vậy mà đặt mục tiêu cái gì, ok chưa? Và không khéo chúng ta trở thành gì ạ? Chúng ta trở thành cái bẫy của chính cái mục tiêu của mình, các bạn hiểu chưa? Vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói là những cái chia sẻ này rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống, các bạn xem live stream mà các bạn không comment thì sao ạ? Thì mình đâu có năng lượng để mình chia sẻ các bạn. Tối hôm nay là mình bị cảm này các bạn không? Mình đã lớp cả ngày hôm nay luôn mà mình còn lên để chia sẻ với các bạn thì các bạn cũng phải comment xuống để các bạn thấy những cái điều mình chia sẻ thì khi mà quan sát thì thấy theo quan sát của thầy thì bao nhiêu phần trăm là tương đối ok thầy? Ok, mình cứ đặt cứ tăng 10%, mình là cứ tăng 10% rồi đạt được thì chúng ta lại đặt tiếp. Cứ 10% một, ok chưa? Nó không có gì là phải áp lực hết. Vâng, ok chưa các bạn ơi? Vâng, và các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống, các bạn làm quen với mình. Và các bạn nào chưa mua sách của mình thì các bạn như thế nào ? Các bạn hãy comment xuống và các bạn mua sách của mình và sách sẽ được gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group, ok chưa? Và trong cái group đó nó như thế nào ? Trong cái group đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kiến thức kinh doanh, những cái câu hỏi về kinh doanh, những khúc mắc cho các bạn, những bạn nào mua sách cũng mơ tham gia được vào cái group này, ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ cái điểm đầu tiên. Cái điểm đầu tiên là mình chia sẻ cái gì các bạn nhớ không? Không được đặt mục tiêu quá cao. Đặt mục tiêu từng bước một. Như cái quyển sách mình nói á, cái quyển sách của mình mới ra mình nói mỗi ngày một chút thôi. Mỗi ngày bạn giỏi 1%,
mỗi ngày bạn tăng 1% thì một tháng bạn đã tăng 30% rồi. Các bạn hỏi chung chưa? Và một năm bạn tăng tới hơn 300%, bạn thấy kinh khủng không ạ? À, đó là một cái con số rất là kinh khủng. Ok, nhiều lúc chúng ta la bự la to, nhưng mà chúng ta lại chả làm được cái gì hết, mà nó tạo áp lực cho chúng ta nữa. Nên là chúng ta hãy nhớ cái điều này. Ok, comment xuống. À, và cái số 2, các bạn comment xuống cái số 2. Bạn nào chưa chia sẻ là chưa mà thì các bạn tranh thủ anh chia sẻ đi. À, các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi nha. Và cái số 2, các bạn comment vào cái số 2. Chia sẻ những người có thói quen bảo thủ, gọi là thói quen cứng nhắc, những người có thói quen bảo thủ, các bạn comment xuống. Có rất là nhiều người họ có cái thói quen bảo thủ, cho em vào group, ok chưa? Các bạn nào có sách rồi thì các bạn comment xuống và sẽ đưa các bạn vào group. Và nếu các bạn không có sách thì các bạn không thể vào group được, bởi vì các bạn không thể trả lời được những cái câu hỏi sẽ được hỏi, ok chưa? Thứ hai, các bạn ghi rằng có thói quen bảo thủ và cứng nhắc, ok chưa? Những người mà họ có cái thói quen bảo thủ và cứng nhắc là những người đó họ tự tạo ra cái bẫy cho chính cuộc đời của họ. Mọi thứ trên đời này thay đổi không có cái gì mà nó cứng nhắc hết á. Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi, đó là từ thay đổi thôi. Đó, bạn, các bạn thấy không? Cách đây vài năm trước bạn là còn trẻ, bây giờ bạn lớn tuổi rồi. Bản thân mình các bạn không? Tóc mình giờ bạc rồi. Các bạn không? Tóc mình giờ bạc rồi. À, mỗi ngày chúng ta thay đổi, mỗi phút giây tế bào chúng ta nó thay đổi. Mỗi phút giây mọi thứ xung quanh chúng ta thay đổi. À, mỗi phút giây bạn cũng thay đổi. Tuy nhiên, cái suy nghĩ của bạn nó lại bảo thủ, nó không thay đổi. Vậy thì nó không phù hợp với quy luật tự nhiên. Bạn tự tạo ra cái gì? Tự tạo ra cái vách ngăn của bạn với cái thế giới thay đổi xung quanh. Cái điều đó nó sẽ tạo ra cái bẫy ngay trong cuộc đời của bạn. À, em tối nào cũng đọc thầy ơi. À, bạn Nguyễn Xuân Phúc rất là tuyệt vời Phúc. À, em đọc thì nó sẽ giúp cho cái tư duy và cái mindset kinh doanh em nó rất là tuyệt vời hơn. Ok chưa? À, những bạn mà tư duy mà cứng nhắc bảo thủ quá thì bạn tự hại cuộc đời của các bạn thôi. Các bạn thấy chưa? Cách đây 5 năm trước là cái gì các bạn biết không? Là cái điện thoại. Các bạn thấy chưa? Cái điện thoại, cái cục gạch, các bạn thấy điện thoại bằng phím không? Thì bây giờ là các bạn thấy điện thoại là gì rồi? Là điện thoại smartphone đó rồi, ai cũng dùng smartphone. Các bạn thấy nó thay đổi không? À, cách đây 5 năm trước, à, các bạn thấy chưa? Làm gì mà có vụ book xe chỉ lên cái app trên điện thoại book thôi. Lúc cách đây 5 năm trước chúng ta book xe là chúng ta phải gọi, chúng ta mới book được. Còn bây giờ các bạn thấy book xe không? À, chúng ta chỉ cần gì ok chưa? Chúng ta chỉ cần gì cần lên cái app, ấn một cái là có xe nó đưa đến, nó chạy tới nhà của chúng ta luôn. Vậy thì mọi thứ mỗi ngày nó thay đổi mà. Cái cây mà bạn trồng ngày hôm trước nó này thì hôm sau nó đã lớn lên cỡ này rồi, ngày hôm sau nó đã lớn lên cỡ này rồi. Ok, cái con cá mà bạn nuôi ngày hôm trước nó nhỏ như vậy, bây giờ nó lớn lên rồi. Bạn có hình dung ra điều này không ạ? Mọi thứ xung quanh bạn nó thay đổi, mà cái tư duy của bạn, cái suy nghĩ của bạn nó cứ ngắt vậy. Thì ai là người thiệt hại ? Chính là các bạn thiệt hại, bởi vì bạn không theo kịp thời đại nữa. À, quá bảo thủ, không theo kịp thời đại nữa. Những cái kiến thức học từ cái năm nào rồi, bây giờ kiến thức giờ nó thay đổi rồi, mà vẫn giữ cái kiến thức đó, vẫn giữ cái suy nghĩ đó, vẫn giữ cái tính cách đó, thì làm sao mà phát triển được? Bạn thấy chưa? Đây, những người ra làm kinh doanh cộn cũng vậy, không có thay đổi gì hết. Cái quán phở mở cách đây 5 năm, ở ngay con đường đó, cũng cái mặt bằng đó, cũng cái bàn đó, cũng cái quán đó, cũng cái cách buôn bán đó. 5 năm sau, kinh tế nó phát triển rồi, mà các bạn vẫn cái bàn dơ hầy đó. Ok, bàn thì càng ngày càng cũ ra, quán thì không có sơn phớt, càng ngày càng dơ ra, mọi thứ càng ngày càng hầy ra. Các bạn thấy chưa? Mỗi người họ không thay đổi là vậy. Chúng ta phải thay đổi cho mọi thứ nó tốt ra chứ. À, chúng ta phải bán 5 năm có lãi rồi thì phải sửa sang cái quán nó sạch sẽ ra, đầu tư bàn ghế nó sạch sẽ ra, làm cái toilet rồi nó sạch sẽ ra, có tiền rồi thì phải làm cho mọi thứ nó sạch sẽ ra, cái quán cũng dơ hầy. Ok, nghĩa là những cái người đó họ không có thay đổi một cái gì hết. Họ cứ ngồi y một chỗ, rồi khách nó tới giờ dãy quá, ok, họ bỏ đi hết rồi. Mà mình cũng ngồi đó mình bỏ bảo thủ, ngồi đó mình rên rỉ, giờ làm ăn khó khăn quá. Bạn nghe chưa? Nghĩa là không có cái nhìn nhận, không có cái sự thay đổi gì hết. Vậy thì làm sao mà phát triển được? Đây, những con người rất là bảo thủ vậy đó, mà mọi thứ càng ngày càng thay đổi mà. Ok chưa? Nó là
chúng ta hãy gì à, các bạn không khéo, các bạn chính là cái bẫy của chính mình. À, hãy cảm nhận, hãy đi theo kịp cái kiến thức của thời đại, ok chưa? Bạn hiểu chưa? Lâu lâu mà mình có nói cái cả lâm một chút xíu thì các bạn cũng thông cảm nhé, mình là người nói cả lâm nên là các bạn đừng có lên các bạn nói à, ông này ông chia sẻ ông live stream mà sao ông cả lâm. À, cái chuyện cả lâm là cái chuyện rất là bình thường, bởi vì cái đó là cái tật của con người, ok chưa? À, vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời thì các bạn comment xuống và các bạn nói là tuyệt vời, ok chưa? Các bạn không có comment gì hết thì mình thấy mình đang bị cảm đấy các bạn thấy không ạ? À? Mình đang bị cảm này, mình mới vừa uống thuốc tức thì xong này là mình lên mình live stream liền. À, thế mà mình còn năng lượng mà, và mình tin rằng sau cái live stream này xong là mình hết bệnh, mình hết cảm luôn, ok chưa? Và ngày mai mình còn phải đi đứng lớp rất là sớm nữa. À, các bạn hiểu chưa? À, mình đứng lớp và cái lớp link sẽ thăm mình dạy, mình chia sẻ cái cách viết quy trình cho doanh nghiệp. À, ok chưa? À, viết quy trình mọi thứ cho doanh nghiệp, ok chưa? À, các bạn nào có doanh nghiệp thì nên đi học cái lớp này. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình uống nước cái, mời các bạn uống nước cùng với mình nha. Các bạn cũng tranh thủ các bạn lấy nước các bạn uống đi. À. Chào bạn Kim Nguyễn, Kim Kyo Baby, hôm nay em cũng đi xem live stream à. Hồi nãy mình mới đi ăn tối với một bạn. À, mình sẽ lấy cái nem cạc của bạn. À, các bạn có muốn mình kể cái câu chuyện của các bạn, một cái bạn rất là tuyệt vời nè các bạn. Các bạn có muốn thì các bạn comment xuống, các bạn nói là muốn. Các bạn nào có muốn à, có muốn mình chia sẻ không à? Có muốn mình chia sẻ cái câu chuyện tuyệt vời không à? Cái câu chuyện này nó cũng minh họa cho cái bài live stream tối nay á. Các bạn có muốn không? Thì các bạn nói comment, muốn. À, để mình chia sẻ cái câu chuyện đi học để các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Nào các bạn muốn thì các bạn nói comment xuống. Muốn, ok chưa? Thì bắt đầu mình chia sẻ tiếp. Nó là cái thói quen bảo thủ á, nó sẽ không làm cho các bạn phát triển được. À, các bạn có muốn mình chia sẻ cái câu chuyện không à? Mình mới vừa ăn tối, mình đứng lớp ra. À, và hai vợ chồng bạn hẹn hai bạn quen nhau. Nó hẹn mình đi ăn tối, mình ăn tối xong là mình vừa về là mình live stream với các bạn liền. À, ok chưa? À, tối nay cảm nhưng mà cũng phải ráng quen live stream. Các bạn muốn thì các bạn comment xuống, các bạn muốn. Nếu mà các bạn không muốn mình chia sẻ thì như thế nào à? Các bạn comment xuống. Sau có vài người comment thôi, mình không có thấy. Và các bạn nào chia sẻ live stream này chưa? Bây giờ mình kể, ví dụ bạn này là bạn gì à? Bạn Ngô Phạm Thu Thủy. À, các bạn lên Google, các bạn search bạn Ngô Phạm Thu Thủy. À, là và bạn Nguyễn Tuấn Tú. À, là hai bạn này quen nhau một cặp. À, và cách đây 3 năm trước. À, các bạn chưa? Hai bạn này cũng đã là sinh viên, mới sinh viên năm 2 à. Và đến học các chương trình của mình, học ra làm kinh doanh. À, và hai bạn quyết định gì ạ? À? À, quyết định gì ạ? À? Quyết định đi ra làm kinh doanh mà không chịu học nữa. Các bạn bảo lưu cái kết quả đại học. À, và các bạn tới hỏi mình mà nói là các em có quyết chưa? À, quyết tâm chưa? Các bạn nói là quyết rồi. À, và thế là như thế nào ạ? À? Tức là hai bạn nó đã nghỉ học. À, và nó quyết định nó tập trung nó ra kinh doanh. Và hồi đó mình còn nói các bạn một câu này: em kinh doanh bây giờ thì cho tới lúc mà các bạn em nó ra trường, thì công ty em bắt đầu nó lớn rồi, và em tuyển các bạn ra trường nó vào làm cho việc cho công ty của em luôn. À, và mới hồi nãy thôi, chính bạn nhớ y cái câu đó và bạn mới nhắc với mình. À, và bây giờ hai bạn đã có được 6 nhân viên rồi. À, chuẩn bị mướn mặt bằng, trong vài ngày nữa, trong tháng nữa là bạn mướn mặt bằng ra mặt tiền luôn, mướn nguyên một cái căn nhà luôn. À, để làm cái văn phòng công ty. À, chi phí mướn cái căn nhà ngoài vỏ ông Tàng nó là 38 triệu một tháng. Ok, mướn ra mặt bằng luôn. À, bạn đang sở hữu cái thương hiệu gì à? Hai bạn này còn rất là trẻ, bạn bè của bạn bây giờ đang thi tốt nghiệp đại học, thì hai đứa này nó ra nó mở cái công ty rồi. À, cái nó kinh doanh cái dòng son. À, các bạn lên Google các bạn gõ viện son sạch. Viện son sạch là của bạn Thủy, và nó đang xây dựng một cái thương hiệu mỹ phẩm nữa bằng tiếng Anh là The Herbal Skin, ok chưa? Và hai bạn đã được 6 đứa nhân viên rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? À, và chuẩn bị mướn ra ngoài cái mặt bằng lớn nữa. À, và tình hình như nữa, 1-2 năm nữa là các bạn doanh thu có tỷ một tháng là chuyện bên thôi. À, các bạn hình dung chưa? À, và tối hôm nay các bạn đi ăn tối với mình, có chụp hình với mình,
và đây là cái nem kẹt của bạn. Ok chưa? Các bạn nào quan tâm tới son thì các bạn sẽ xem cái nem kẹt này, lên Google sợ bằng thủy sơn BY. Đúng rồi. Ủa bạn Lực sao biết hay vậy bạn Lực ơi? Đúng rồi, sơn BY chính xác luôn. Sao bạn Lực biết hay dữ nhỉ? Đây là hai bạn trẻ rất là tuyệt vời. Bạn hình dung chưa, người ta có ý chí, người ta có khát khao, người ta ra sư doanh nghiệp riêng và người ta quyết tâm, người ta tập trung học cái con đường làm kinh doanh. Bạn hình dung chưa, bạn đi học kế toán thì bạn ra bạn làm kế toán, làm sao bạn làm kinh doanh được? Bạn học xây dựng thì bạn ra bạn làm xây dựng. Ok, bạn học IT thì bạn ra bạn làm IT. Bạn học lái xe thì bạn ra bạn làm lái xe. Còn người ta chọn học kinh doanh thì chắc chắn người ta ra làm kinh doanh. Cái đó là cái nguyên lý cơ bản mà nhiều người không có nắm được. Ok chưa? Và các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Và bạn nào mà muốn khát khao tìm hiểu về kinh doanh thì các bạn đọc hai quyển sách của mình. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, và quyển thứ hai là quyển gì ạ? Mỗi ngày một chút thôi. Và khi các bạn comment lên này, ok chưa, thì như thế nào sách sẽ được giao đến mọi miền đất nước, đến nhà các bạn. Ok chưa? Và bạn nào chưa chia sẻ là trên này thì các bạn chia sẻ, bởi vì các bạn xem là trên này các bạn sẽ học được rất là nhiều điều. Ok chưa? Vâng, và vừa rồi mình chia sẻ với các bạn cái thói quen bảo thủ, đúng không? Thói quen cứng nhắc là cái thói quen nó sẽ giết chết bạn. Ok, nó sẽ làm cho bạn không có phát triển được. Nó là chúng ta phải update, phải kịp thay đổi theo quy luật của sự phát triển. Quy luật tự nhiên là mọi thứ đều phải phát triển theo quy luật của nó. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ livestream này. Để gì Để ngày mai các bạn xem lại, ngày mốt các bạn xem lại. Ok chưa? Và những gì mình chia sẻ là có hữu ích đâu, các bạn comment xuống mà nó là hữu ích. Ok chưa? Ok chưa? Cái thứ tư, cái thứ ba. Có thể như là những cái bẫy nó đang chia sẻ, đang chờ bạn. Cái thứ nhất rồi mình chia sẻ rồi, cái thứ hai mình chia sẻ rồi, bây giờ cái thứ ba. Các bạn comment xuống, hồi nãy giờ các bạn học được với bài học, cái câu chuyện mình kể các bạn thấy các bạn có học được không ạ? Các bạn ít comment quá, các bạn càng comment thì các bạn mới thấy cái, nó mới như thế nào nó mới bạn mới nhớ được. Bạn không cần phải ghi, comment xuống là bạn nhớ luôn. Còn nếu các bạn không comment thì các bạn sẽ không nhớ cái gì hết. Và bạn xem livestream cho nó vui thôi, rồi sau đó bạn đi qua luôn. Chào bạn Phạm Trúc, chào bạn Phong Bản Hiệu. Bạn Phong Bản Hiệu, bạn nói bạn đi học mà sao không thấy bạn đi học? Thấy nghe Mùi nói bạn kinh doanh mấy năm nay mà chả phát triển gì hết. Okay, mọi người làm càng ngày càng tốt mà bạn làm kinh doanh cái kiểu gì mà cứ lò mò hoài. Mùi nói là kém quá, không có phát triển mà kêu nó đi học, nó không đi học. Người ta muốn ông phát triển mà năn nỉ mà ông còn không đi học nữa, bó tay biết sao giờ. Chào bạn Lê Quang Trung. Ok chưa? Chào bạn Lê Quang Trung rất là nhiều. Ok chưa? Chào bạn Anh Vi. Ok chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục. Cái thứ ba là suy nghĩ non nớt và không nhìn vấn đề với mọi góc cạnh. Ok rồi, tức là suy nghĩ non nớt quá. Suy nghĩ non quá, làm cái gì suy nghĩ đó, muốn thì hành động, cứ ngồi nói muốn làm gì vậy bạn Phong, cần chi phải nói muốn, cái gì là cần là làm thôi, nói cái từ muốn làm chi cho nó mệt. Cái những người nói muốn là những người không bao giờ làm đi, khỏi nói cái từ muốn luôn. Ok chưa? Cái tiếp theo, cái số 3, bạn nào chưa quen biết mình thì các bạn hãy làm quen với mình nhé. Và các bạn nào mà chưa mua sách của mình thì mua sách của mình đọc đi. Mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng để gì để cùng nhau chia sẻ về kinh doanh. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Suy nghĩ non nớt và không nhìn hết mọi góc cạnh. Có những cái người họ lớn mà họ suy nghĩ rất là non nớt. Ok chưa? Họ như thế nào họ không có thấu đáo được. Và cảm giác mình không thấu đáo thì mình hay đi tham khảo ý kiến nhiều người, tham khảo người A, tham khảo người B để ý kiến chúng ta. Chúng ta cần phải có cái cố vấn. Các bạn thấy làm tới thủ tướng, làm tới tổng thống kia mà còn có ban cố vấn. Các bạn đã không biết, không có đội ngũ nhiều, chưa được thành công mà làm cái gì cũng không hỏi ai, rồi cũng bảo thủ nữa. Hỏi thì hỏi không đúng người, hỏi toàn là những người ok chưa, họ chả thành công cái gì mà cứ đè đầu đi hỏi họ. Các bạn chưa, hãy hỏi những người thành công, những người làm được. Ok chưa các bạn ơi? Chúng ta hãy hỏi những con người đó đã gì
đã làm không được, đã không thành công mà lại còn gì à, còn bảo thủ nữa. Nên là chúng ta có những quyết định vô cùng non nớt, và những quyết định non nớt đó nó làm cho bạn thất bại. Ví dụ đi các bạn thấy không, vừa rồi mấy người chơi tiền ảo rồi đó, rất là non nớt. Và ngày nay có mấy bạn cứ chat mình rủ đi chơi tiền ảo, tức là và các bạn chat mình thì mình mới hỏi bạn đó, ok em có tiền nhiều chưa, em mời mình đi nhậu cho mình một chầu đi, thì bạn nói em chưa có tiền, vậy mà rủ mình đòi đi làm giàu. Tức là những người đó họ rất là non nớt, các bạn họ hình dung chưa. Rủ mình đi đầu tư tiền ảo, rủ mình làm giàu mà mình nói ok, nếu mà bạn đang có tiền vậy thì bạn như thế nào bạn mời mình đi một cái chầu nhậu đi, vào ra chầu nhậu nó nói chuyện thì lại là nói là em không có tiền, em chưa có tiền. Các bạn cho mấy người đã thử họ một cái là nó lòi ra liền, non nớt quá. Các bạn chưa, rồi như vậy thì mới bị những cái người mà họ kinh doanh tiền ảo đó, họ kinh doanh đa cấp đó, họ lừa vào. Các bạn thấy trong thời gian vừa rồi trong thời gian vừa rồi các bạn thấy đầy những người vậy đó, cứ ham giàu nhanh, ok chưa, và thế là bị mất tiền. Nghe người ta nói mà không có suy tính được tiền ở đâu trả cho bạn, họ không có hiểu ra cái việc đó, dòng nhanh tiền ở đâu trả cho bạn. Mua một cái sản phẩm ảo, đó gọi là tiền ảo, tiền trên internet nó ảo, mà không có biết cách. Dĩ nhiên tiền ảo nó cũng có những cách nó giúp cho chúng ta phát triển, nhưng mà thiếu kiến thức lao vào là chỉ có mất tiền thôi. Bạn hình dung chưa, tức là đây những người họ rất là non nớt, mà họ lại không chịu học, họ không chịu tìm kiếm, họ lại không chịu phát triển, họ chấp nhận chôn cuộc đời của họ. Những người đó mà nay nói là chết ở tuổi 30 rồi, họ chỉ chờ năm 60 tuổi để họ chôn thôi, hoàn thất tu tục chôn thôi, vì cuộc đời thì không có chất lượng, ăn thì không dám ăn, sống thì không dám sống, vợ con thì rất là cực khổ, mà chính họ cũng cực khổ luôn. Con thì sinh ra không dám cho tụi nó học cao, quanh năm suốt tháng thì chưa được đi du lịch nước ngoài nữa, ok chưa, mà cứ bảo thủ tức là non nớt quá. Và chính cái suy nghĩ nó non nớt, bạn tự tạo cạm bẫy cho cuộc đời của mình, và bạn tạo cạm bẫy cho những người khác, ok chưa. Nó là chúng ta cần phải phát triển lên đi, đừng có quá non nớt nó như vậy. Và nếu mà chúng ta non nớt thì chúng ta phải làm xuyên đọc sách, làm quen với người này, làm quen với người kia, kết nối với người này, kết nối với người kia, thì chúng ta mới phát triển được. Ngồi đó bảo thủ nó làm cái gì. Nó là rất vui được chia sẻ bạn những cái điều này, và mình chia sẻ bạn điều này mình cảm giác nếu các bạn nhận ra được điều đó vô cùng tuyệt vời, ok chưa. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn thấy có hữu ích không, các bạn comment xuống các bạn ơi, rất là hữu ích, ok chưa. Cái tiếp theo, em thấy là em chết ở tuổi 25 thầy ơi, ok vậy thì bây giờ sống dậy đi, thấy mình chết thì mình sống dậy đi, ok. Thấy mình chết mà không chịu sống năm đó chết luôn thì trách nhiệm cuộc đời của bạn chơi Bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn hãy chia sẻ livestream này về cho bạn và bạn bè bạn nó xem, rồi nó phát triển ra, rồi nó ngộ ra, nó nhận ra nhiều điều. Các bạn tranh thủ chia sẻ đi. Bạn Phong Phạm, bạn chia sẻ chưa? Tại sao bạn lại chưa chia sẻ nhỉ? Chia sẻ về cho mình đi. Bạn còn suy nghĩ lăn tăn cái gì nữa? Ok chưa? Rồi tiếp tục. Các bạn sẵn sàng tiếp tục chưa? Bước số 4. Đừng có chọc giận những cái người giỏi hơn mình. Ok chưa? Bước số 4. Câu hỏi cơ bản để mình biết suy nghĩ non nớt vậy là vậy, non nớt vậy thầy. Ok chưa? Một cái câu hỏi các bạn để mình biết nó non nớt là chúng ta thật sự chúng ta đã am hiểu về lĩnh vực đó chưa Trí ơi? Các bạn phải em phải luôn hỏi là mình đã thật sự am hiểu về lĩnh vực này chưa? Mình đã thật sự là va chạm về lĩnh vực này chưa? Ok chưa? Bạn Lực Nguyễn, bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà bạn chưa? Ok, bạn Ken Phúc lâu quá chưa gặp em. Em có hai quyển sách cho bạn Ken Phúc, quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Em chưa có thì em mua liền đi. Để mình gửi về nhà các bạn, bạn Ken Phúc rồi. Ok chưa? Ok, cái thứ tư là đừng có chọc giận những cái con người mà họ giỏi hơn mình, đừng có chọc giận họ, đặc biệt là những người sếp mình, những cái người mà họ là thủ lĩnh, ok chưa? Các bạn cứ rất là chọc giận họ, thế là họ đâu có, đừng có làm cho họ giận, họ không có kèm cặp các bạn đâu, họ không giúp đỡ bạn đâu. Ví dụ mà bạn làm ở cái công ty của bạn mà bạn chọc giận sếp mình, ok bạn Anna Sky, em cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ được gửi về nhà bạn. Chào bạn Ngọc Hùng, ok. Các bạn ở khu vực nào thì bạn comment xuống, đừng chọc giận những người giỏi mình, đừng có chọc giận sếp mình, ok. Các bạn lại đi chọc giận sếp mình thì ổng đâu có gì như thế nào ổng đâu có ủng hộ. Đây những người cứ
chọc giận người ta rồi ra ngồi rồi tin tướng, ok chưa? Như vậy là nó không có khôn ngoan đâu. Ok, những người đó họ giỏi hơn mình. Ai chưa có sách thì mua đi nhé, hay lắm. Ok, cảm ơn bạn Phát nhiều. Em về nhà lúc nào Phát rồi. Bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn đừng có chọc giận những người giỏi mình. Ok, đúng rồi bạn Phát rồi. Ai lại đi chọc giận làm cho những người giỏi mình họ bực mình. Và khi ok, mẹ Anasika rất là tuyệt vời. Và họ bực mình thì họ có giúp đỡ mình đâu, họ có chia sẻ cái mình đâu. Nhiều bạn cứ đã không thành công rồi mà cứ tỏ vẻ không à. Tỏ vẻ đó làm cái gì? Cuộc đời này nó có hiệu quả hơn hay không có hiệu quả hơn thôi. Chứ chúng ta có như thế nào? Cứ cái tôi mà lớn thì để giải quyết được cái gì? Là đừng có chọc giận những người, đừng có làm cho những người mà họ giỏi mình họ bực về mình, họ không có thích mình, họ không có ấn tượng về mình, thì cuộc đời bạn sẽ không bao giờ thành công được. Ok chưa? Hèn chi em ghẹo Phương, Phương la em, đúng rồi. Bạn Vũ Ngô, đúng không? Bạn chưa thành công bằng bạn Liên Phương. Bạn Liên Phương là bạn rất là giỏi. Thì bạn phải như thế nào à? Bạn phải làm sao để bạn Liên Phương chỉ cho bạn kinh nghiệm, chứ bạn làm cho bạn Liên Phương la bạn thì nói cái gì nữa? Bực mình bạn. Ok chưa? Thì nói như thế nào à? Cái điều đó là cái điều mà nó không có phù hợp. Bạn hình dung chưa? Nó là những người những người khôn ngoan là họ như thế nào à? Họ làm cho những người gì à? Những người hơn mình, giỏi hơn mình, thương mình, yêu quý mình, sẵn sàng giúp đỡ mình. Tại vì những người đó họ đang giữ những cái nguồn lực, họ đang giữ những bí quyết, họ giữ những kinh nghiệm. Ok chứ, họ thương mình thì họ mới chia sẻ cho mình, họ thương thì họ chia sẻ làm chi. Cảm ơn bạn Ken Phúc rất là nhiều. Ok chưa, ngày mai cái bạn phụ trách sẽ gọi điện và gửi về nhà cho em nha bạn Ken Phúc ơi. Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn Ken Phúc đã quyết định mua quyển sách rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Ken Phúc nhiều nhé. Ok chưa? Em chia sẻ cho bạn Ken Phúc ơi. Thấy gì Phát ơi? Ok chưa? Bạn Vũ Ngô bạn Phát thấy bạn cái gì rồi đó nữa, bạn Phát mới nói đó bạn Vũ Ngô ơi. Ok. Và cái điều thứ năm, bạn comment xuống điều thứ năm. Ok chưa? Cái điều thứ năm là gì ạ? Các bạn hay hứa vượng. Ok chưa? Hứa cho có. Ok chưa? Cứ hứa đại đi. Là như thế nào ạ? Bạn hứa đại như vậy, bạn làm không có được thì sau này bạn mất uy tín và thế là không ai chơi với bạn nữa. Đây những người vậy á, họ cứ gặp đâu là họ cũng hứa, nói cho sướng cái miệng thôi. Tuy nhiên họ không hiểu rằng anh chợt nhận ra mình sĩ diện hảo quá. Ok, bạn Trương Anh, em nhận ra điều này nó rất là tuyệt vời đó bạn Trương Anh ạ. Tại vì muốn thay đổi là cái giây phút ta nhận ra mình thì chúng ta mới thay đổi được. Người nóng tính mà ngay cái giây phút nóng tính họ không nhận ra họ nóng tính thì họ không bao giờ họ thay đổi được. Ok chưa? Nó là em nhận ra em đang như vậy thì em là người rất là tuyệt vời. Sắp tới em có sự thay đổi đó bạn Trương Anh ạ. Các bạn chưa? Tiếp theo nữa là đừng có hứa vượng, gặp ai cũng hứa, cái gì cũng hứa. Chẳng ta bạn không hứa, bạn hứa là bạn phải làm, hứa việc nhỏ, làm việc nhỏ thì tự nhiên người ta mới thương mình, mới uy tín, rồi sau đó người ta mới làm mình. Các bạn biết, những người mà được nhiều người thương, những người mà được nhiều người giúp đỡ là bởi vì những người đó họ rất là uy tín. Họ rất là uy tín, họ nói cái gì là họ làm được cái đó. Bản thân mình cũng vậy, mình rất là thương những bạn còn nhỏ mà rất là phong độ, dám nói dám làm. Họ chẳng phải là làm cái gì to lớn đâu, nhưng mà họ nói đúng như vậy là họ làm đúng như vậy. Cái cách sống họ, họ rất là chỉnh chu, họ rất là nghiêm túc, thì tất cả những con người đó trước sau gì họ cũng thành công đó. Ok chưa? Các bạn thấy ở đời này, các bạn vẽ, nếu mà bạn nào đang có viết các bạn vẽ đi, các bạn vẽ ra, vẽ thường thẳng đứng này, vẽ đường ngang này, nó có bốn ô đúng không? Nó bốn ô. Các bạn vẽ đi, nó có bốn ô. Ok chưa? Cái trục đứng đây này, người ta gọi là cái trục gì ạ? Trục thái độ. Cái trục ngang này, người ta gọi là trục kỹ năng. Ok, nó có bốn ô, 1, 2, 3, 4. Ok chưa? Cái ô này là ô thấp nhất. Kỹ năng này, bạn chụp thái độ này, kỹ năng này.
Thì nếu mà chúng ta ở cái ô góc dưới này nè, các bạn nhìn vô nè, cái góc dưới này là gì à? Thái độ kém, kỹ năng kém. Ok, mà mình không gọi vậy, mình gọi cái từ khác cho các bạn dễ nhớ hơn. À, là từ gì? Kỹ năng kém, thái độ kém, mình gọi là ngu. Kỹ năng kém gọi là ngu, mà thái độ kém là lì. Cái nhóm ngu và lì này, nhóm đó là sao thành công không được? Thái độ cực kỳ kém, kỹ năng kém luôn, làm sao mà thành công được? À, cái nhóm này mình gọi là nhóm ngu và lì. À, và các bạn biết, khi các bạn chơi với những người thành công, họ xếp bạn vào cái nhóm gì đó. Nếu mà các bạn vào cái nhóm vừa ngu vừa lì, thái độ kém, kỹ năng kém, kỹ năng thì chả biết cái quái gì, thái độ thì càng kém. Người ta gọi là nhóm ngu và lì. Cái nhóm ngu và lì đó, chả ai mà chơi, chả ai mà giúp các bạn đó. Các bạn phải thay đổi. Nếu mà các bạn đang rớt vào cái nhóm đó, thì các bạn phải suy nghĩ thay đổi đi. Người ta biết các bạn đi. À, kỹ năng thì không biết cái gì hết. À, kiến thức thì cũng không biết. À, thì người ta gọi là nhóm ngu và lì. À, nhóm đó thì người ta sẽ không chơi với bạn đâu. À, ok chưa? Rồi, cái ô trên này, cái ô này, ô số 1 này, dưới này đúng không? Cái ô trên này, cái ô trên này, các bạn nào có giấy, các bạn vẽ ra, có hồi nãy giờ các bạn nào ngồi vẽ không ạ? Nếu các bạn ngồi vẽ thì các bạn mới thấy ra được cái ô trên này. Cái ô trên có phải là thái độ tốt không? Lên cao nữa mà, là cái thái độ rất là tốt. Nhưng mà kỹ năng thì yếu, thì mình gọi là gì ạ? Mình gọi là gì ạ? Kỹ năng yếu là ngu, mà thái độ tốt là ngon, ngu mà ngon. À, cái đối tượng này ngu mà ngon. Ok chưa? Thì cái đối tượng ngu mà ngon thì nó như thế nào ạ? À? Ok chưa? Em chợt nghĩ tới quyết định của mình là tấm bản đồ đi tới mục tiêu. À, và lời chúc quan trọng là quyết định đúng ngay. Ok chưa? À, ngu và nó như thế nào ạ? À? À, ngu nhưng mà ngon. À, cái đối tượng này thì được. Cái đối tượng này tạm được. Cái đối tượng ngu và ngon thì tạm được. Nghĩa là sao? À, cái thái độ của họ rất là tuyệt vời rồi. Có điều họ yếu kỹ năng thôi. À, kỹ năng họ yếu. À, thái độ trong cuộc sống này là quan trọng, phải ngoan trước đã. Kỹ năng yếu thì từ từ luyện nó sẽ giỏi. À, các bạn họ chung chưa? Thì cái đối tượng này nè, họ chỉ cần luyện được kỹ năng giỏi nữa là họ sẽ thành công, bởi vì người ta rất là thương, người ta rất là quý những người có thái độ tuyệt vời. Các bạn đi làm ăn với ai, các bạn chơi với ai mà họ có thái độ tuyệt vời các bạn thích không ạ? À? Nó hiền lành, nó ngu cũng được, nhưng mà cái thái độ nó hiền lành bạn rất là thích, bạn rất là thích kết giao với những con người đó. Các bạn thấy không ạ? Ok chưa? Các bạn phải nhớ ra cái điều này chứ. Ok chưa? Các bạn phải biết, các bạn phải nắm rõ cái điều này. Ok chưa? Vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ bạn thấy tuyệt vời mà. Các bạn có tiếp tục để mình chia sẻ tiếp cái ô bên này mà. Có tiếp tục không ạ? Tiếp tục thì các bạn ngồi, các bạn comment xuống, bạn tiếp tục. Bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Tại sao bạn chưa chia sẻ gì? Chia sẻ ngay. Ok chưa? Bấm vào nút chia sẻ để về nhớ rồi mình xem lại. Mà không chia sẻ làm sao mình nhớ mà xem lại. À, bây giờ mình dừng lại một phút, mình dừng lại một chút xíu để mình quảng cáo về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, năm nay mình 42 tuổi, mình sống ở Sài Gòn quận 2, cái khu Thảo Điền. Ok chưa? Và mình hiện tại là mình sở hữu cái vườn ươm nhân dân Bình Trinh, mình thành lập năm 2009, cho tới bây giờ nó cũng đã được 9 năm rồi. Ok chưa? Và mình tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là quyển Bì Dân Đầu Quay, cái quyển này bán ở nước ngoài rồi, không nói. Cái quyển Vượt Biển Lớn, khởi cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, là cái quyển này đang bán ở Việt Nam. Và cái quyển này là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cũng đang bán ở Việt Nam. Bạn nào muốn sở hữu hai cái quyển sách này thì bạn comment cho mình. Và bên mình giao với các bạn khắp mọi miền đất nước. Và khi các bạn sở hữu hai quyển sách này rồi, thì mình ép các bạn vào một cái group riêng. Cái group riêng để mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Ok chưa? Và các bạn cứ đi đến. À, cứ comment số điện thoại xuống như mình, sách sẽ được giao đến mọi miền đất nước. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Bạn nào chưa chia sẻ thì bạn chia sẻ đi. Bạn Tuấn Nguyễn, bạn chia sẻ chưa? À, thái độ tuyệt vời và kỹ năng. Ok. Bây giờ tiếp tục đúng không? Hồi nãy mình nói cái ô dưới này là ô gì ạ? Cái ô dưới này là cái ô gì ạ? Ngu và lì. Cái ô trên này là gì ạ? Ngoan và ngu. Ok chưa? Bây giờ cái ô phía bên này, cái ô phía này là ô kỹ năng mà. Tới này là kỹ năng giỏi nè, nhưng mà thái độ của nó nè, dở nè. Các bạn dùng ra điều này chưa? Thì cái ô này sẽ được gọi là gì? Ngoan mà ngu. À, bởi vì, không. À, không phải ngoan mà ngu, ngoan mà ngu là cái ô này. Cái ô này á, giỏi mà lì. Ok chưa? Đối tượng giỏi và lì. Và cái đối tượng này, giỏi và lì. Cái ô thứ ba bên này nè, người ta gọi là giỏi và lì. Ok chưa? Người ta gọi là giỏi và lì. À, chào bạn tiếng gì?
Và các bạn thấy ở đời có nhiều người họ giỏi và họ lì không ạ? Họ rất là giỏi nhưng mà họ lì. Những người này thái độ không có tốt, những người này cũng sẽ không có thành công. Những người này họ bị đời đá họ nhiều lắm. Đối tượng này là bị đời đá nhiều lắm. Bởi vì sao? Nó giỏi mà nó tinh tướng lắm. Suốt ngày nó nói các bạn mấy này nó rất là giỏi nhưng mà nó bị đời đá. Bởi vì chả ai thương nó đó. Nó ngông nghênh quá. Đối tượng này nó cũng không có thành công được. Mà cái thằng đó nó rất là khó thành công. Ở đời các bạn thấy có nhiều đứa nó gì nó giỏi mà nó không thành công à? Bởi vì cái thái độ của nó. Cái thái độ của nó, nó giỏi mà nó chả có được cái gì đó. Vì cái thái độ đó nó không có ok. Chả ai giúp họ đó. Và cái thái độ đó là bị đá hoài thôi. Mang nó bị đá hoài. Ok chưa? Các bạn thấy ba đối tượng chưa? Chỗ này là gọi là ngu và lì. Chỗ này là gì? Giỏi mà ngu. Chỗ này chỗ bên này này gọi là giỏi mà ngu nè. Còn bên này là ngoan mà ngu nè. Các bạn giỏi mà lì nè, ngon mà ngu nè. Các bạn hòa vô chưa? Và cái ô trên này, cái ô này là gì? Thái độ nó tốt nè. Cái ô trên cao này là thái độ của nó tốt nè. Và kỹ năng của nó tốt luôn. Bạn nào có giấy bạn vẽ ra là bạn sẽ thấy. Thì cái đối tượng này gọi là gì? Cái đối tượng là ngon và giỏi. Cái ô trên này nè, ngon và giỏi. Và cái đối tượng này ngon và giỏi là hiện tại nó thành công hết rồi. Bạn hiểu chưa? Cái đối tượng ngon và giỏi là nó thành công hết. Nó vừa ngon, tức là thái độ đó rất là tuyệt vời. Và nó vừa giỏi nữa. Các bạn hiểu chưa? Đối tượng đó thành công hết. Đối tượng đó hiện tại chiếm có 5% trong xã hội à. Tìm một thằng vừa ngoan vừa giỏi nó hiếm kinh khủng. Các bạn mới nói nó hiếm lắm. Ok chưa? Và đối tượng nào nó như vậy nó thành công hết. Bạn hình dung chưa? Thì một cái câu hỏi đặt ra. Bạn đang thuộc cái nhóm gì? Ok chưa? Khôn vặt, khôn lõi, khôn ngoan đúng không thầy? Phát em xem thử em đang thuộc cái nhóm gì? Bạn Minh Huệ, bạn đang xem thử bạn thuộc cái nhóm gì? Bạn comment xuống. Ok chưa? Bạn xem bạn thuộc cái nhóm gì? Rồi, các bạn đang xem livestream này, bạn hãy nghiêm túc, bạn xem là bạn thuộc cái nhóm gì? Ok chưa? Bạn Minh Nhật, em muốn nhận sách thì em inbox cái số điện thoại nha. Không có điện thoại thì không à. Ok chưa? Giỏi mà ngon mà sao chưa thành công? Bạn Minh Huệ ơi, ok chưa? Tại sao chưa thành công? Tại sao chưa thành công? Đó là cái câu hỏi tự đặt ra. Sally, ngu và lì. Ok, em thuộc cái nhóm nào? Ok chưa? Chào bạn Dương Minh. Ok, rất tuyệt vời. Ngu mà ngoan thầy. Ok, đúng rồi. Phát em thuộc cái nhóm đó, chính xác luôn. Em ngon và giỏi thầy ơi. Giỏi đây thầy ơi. Ngon và giỏi mà sao chưa thành công bạn Phong ơi. Mà sao còn lặng lặng nhiều dữ vậy bạn Phong ơi. Bạn thuộc cái nhóm nào? Em thuộc đối tượng ngu và lì. Ok. Ngu và lì là cái ô ở dưới luôn. Vậy thì bạn cần phải làm hai cái yếu tố là yếu tố gì à? Vừa phải cải thiện tính cách và vừa thể hiện cái kỹ năng. Em thuộc đối tượng ngoan và ngu. Ok, rất là tuyệt vời. Ok bạn, nếu mà bạn thuộc đối tượng ngoan và ngu thì bạn phải cải thiện cái kỹ năng, phải đi học hành nhiều vô. Treo mạng thôi, mạng không có treo. Phía bên em bị treo đó. Em ngu và ngon thôi. Ok, rất là tuyệt vời, ngu và ngon. Ok, em và ngu và ngon. Ok, rất là tuyệt vời. Nghĩa là các bạn đã nhận ra mình thuộc cái nhóm nào rồi, thì đó là cái cơ hội để chúng ta thay đổi. Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Nghĩa là vừa rồi mình đã chia sẻ tới cái ý số mấy rồi. Nghĩa là chúng ta đừng có nói hưu, nói vượng. Ok chưa? Chúng ta thuộc cái đối tượng mà giỏi mà lì á các bạn. Đối tượng nó khó thành công gớm lắm. Ok, và ngu và lì nữa, càng khó thành công nữa. Ok chưa? Ngoan nên học hỏi được nhiều thầy ơi. Ok, tuyệt vời. Ok chưa? Rồi. Tuyệt vời. Và vừa rồi đã đi đâu rồi? Đi tới cái chỗ nào rồi? Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Cái số 6. Ok, đừng có nên đi chơi riêng một mình. Thỉnh thoảng thì các bạn cũng có. Ok, chào bạn Phạm Hồng Tuyền. Ok. Chào em, rất là tuyệt vời. Thỉnh thoảng thì bạn cũng có nên cũng nên đi một mình, chứ không phải là ngồi uống cà phê một mình để suy nghĩ về. Nhưng mà đi chơi, đi đâu xa đừng có đi một mình. Ok, có nhiều người xách ba lô lên và họ đi cứ một mình thôi. Em không thấy nút xẻ đâu. Em về cái trang Facebook của mình là em sẽ thấy nút xẻ liền em. Em chờ về trang Facebook. Mình nhìn trên cái máy laptop của mình này, mình đang thấy cái nút xẻ đây, nút chia sẻ mà. Ok chưa? Nhìn trên máy laptop của mình. Ok chưa? Nó là các bạn như thế nào ạ? Đừng có nên đi chơi một mình. Đi chơi một mình là gì ạ? Là cái gì ạ? Là cái mà các bạn rất là dễ rớt vào cái cạm bẫy.
cái máy của chính mình và cái máy của người khác. Đi chơi là phải có đồng đội, ok chưa? Đi chơi là phải có đội nhóm, đi chơi là phải có gia đình, đi chơi là có bạn bè, đi chơi một mình là bạn sẽ thiếu tỉnh táo, ok chưa? Vợ chồng anh chị khỏe chứ, ok? Các bạn nhận ra điều này chưa? Và có nhiều người họ thích đi một mình vậy, và cái đó là cái rất là nguy hiểm. Lâu lâu chúng ta uống cà phê một mình thì được, để chúng ta suy nghĩ về cuộc đời, chúng ta chiêm nghiệm. Đi chơi, đi du lịch xa, đi phượt mà đi có một mình. Đôi khi bạn như thế nào bạn trở thành cái bẫy của chính cuộc đời của mình. Bởi vì một mình bạn đơn chiếc và bạn rất là dễ bị lọt vào những cái bẫy nó như vậy, ok chưa? Những cái bẫy và bạn sẽ hối hận cả đời. Mình nói là không khéo bạn mắc vào chính cái bẫy mà do chính cuộc đời bạn tạo ra mà. Nó là ví dụ là các bạn nào ở xa, chào bạn Ngô Thái Bảo ở Bến Tre, ok chưa? Bạn nào ở xa, bạn vào Sài Gòn này thì bạn phải liên hệ với người thân hay ai đó, có sự gì đó bắt đầu bạn vào. Hồi kia mình đã từng đi một mình, ok chưa? Mình đi một mình qua bên Bangkok, rồi đi về Phuket, ok chưa? Mình đi một mình qua Mã Lai. Và sau những lần mà đi một mình đó thì mình mà thấy ồ sao mình dại thế. Nếu mà lỡ có chuyện gì, lỡ mất có tiền hết bạc hay là gì thì làm sao được làm sao được mình sẽ không xử lý được. Các bạn thấy chưa? Lỡ mất giấy tờ, lỡ mất bắt bo thì sao Đó là chúng ta cùng đi đội nhóm anh em của mình, không có nó đi một mình, ok chưa? Đi một mình nó rất là nguy hiểm. Ok, chào bạn Ngô Bích Việt, tuần rồi không thấy Việt đi học. Bích Việt ơi, không thấy em đi học lớp trainer vậy Việt, ok chưa? Tranh thủ đọc cho nó xong. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Và bạn chính trở thành cái bẫy của chính cái cuộc đời của mình, ok chưa? Vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới điểm số mấy rồi? Bây giờ mấy giờ rồi? Để mình xem cái đồng hồ từ mấy giờ rồi. Giờ mấy giờ rồi, ok chưa? Gần 10 rưỡi rồi. Ngày mai mình cũng ra đứng cả ngày nữa, đứng lớp cả ngày nữa. Ok chưa? Tiếp tục. Ok chưa? Đừng có vứt đi mọi thứ, ok chưa? Có những cái cần gì cần phải giữ lại, ok chưa? Đừng có vứt đi mọi thứ rồi bạn sẽ quên. Lâu lâu chúng ta cần thanh lọc lại nhà cửa chúng ta. Nhưng mà những cái gì cần giữ lại là chúng ta cần giữ lại, chứ cái gì chúng ta cũng đem đi vứt đi hết. Có những người họ bực mình gì đó, họ vứt đi sạch hết, ok chưa? Có những cái bí quyết cuộc đời chúng ta sống là chúng ta phải biết đúc kết lại, và chúng ta biết giữ những cái bí quyết lại cho chính mình. Đừng cái gì cũng vứt đi hết. Tôi nói là quên đi quá khứ, bỏ đi quá khứ thì không đúng. Ok, có những cái chúng ta cần như thế nào Ủa bạn Xuân Vinh, bạn bệnh gì hả bạn Xuân Vinh? Em bệnh cái gì hả Xuân Vinh? Chào bạn Ngọc Khôn, ok chưa? Ok chưa bạn? Nó như thế nào Có những cái gì hữu ích thì chúng ta phải lưu lại, chúng ta giữ nó. Các bạn hình dung chưa? Những quyển sách hay thì chúng ta phải lưu lại, những cái kỷ niệm chương chúng ta phải nhớ lại, những cái điều bạn bè chúng ta phải nhớ lại. Ok, những cái đồ gì mà không sử dụng nữa thì chúng ta vứt đi. Nhưng mà có những cái kỷ niệm, những điều đó là chúng ta phải lưu lại, những bí quyết chúng ta phải lưu lại, phải giữ lại. Ok chưa? Cái thứ 8, cái thứ 7 đúng không? Là đừng có cái gì mà chúng ta trong cái cơn điên, trong cái cơn bực mình là chúng ta quăng hết. Anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ để chi bạn nghe Hoàng ơi? Bạn xin để làm gì nếu mà bạn mua sách thì bạn như thế nào bạn inbox số điện thoại cho mình, ok chưa? Nãy giờ thấy thầy khen phát quá trời, ngưỡng mộ quá. Ok, phát là một bạn trẻ, ok chưa? Bạn nhỏ con nhưng mà bạn rất là khát khao, bạn rất có tài năng, ok chưa? Ok chưa? Các bạn đã dùng ra điều này chưa? Vậy thì chúng ta nó như thế nào chúng ta cần phải gì cần phải bạn Ngô Hồng, bạn mua sách của mình thì bạn comment xuống bạn mua sách ok chưa? Mình là người miền Trung, miền Bắc đâu mà miền Bắc bạn, ok, mình là người miền Trung, ok chưa? Cái tiếp theo là đừng có keo kiệt. Cái số 8, bạn đừng có keo kiệt. Người nào mà keo kiệt quá thì không thể, nó như thế nào Người nào mà quá keo kiệt thì sao không thể phát triển được, ok chưa? Những người làm cái gì cũng tính toán đó, quá keo kiệt, không ai chơi. Cái keo kiệt đó nó lộ ra ngoài khuôn mặt của bạn luôn, thì ai mà chơi với các bạn được? Ai mà chơi các bạn được, ok chưa? Bạn ơi, dung chưa? Nó là
không ai như thế nào chơi với một cái người mà nó quá keo kiệt đó. Keo kiệt nó hiện lên khuôn mặt thì ai mà dám chơi với bạn được. Bạn cần phải biết mua quà, bạn cần phải biết tặng cho người này, bạn cần phải tặng cho người kia, thì tự nhiên bạn lấy được cái tấm lòng của người ta. Mà thấy có nhiều người quá keo kiệt, và thế là những cái người đó mình sợ luôn, ok, mình không dám chơi với những con người đó nữa. Cái các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là nó như thế nào đôi khi cuộc sống chúng ta khó khăn thật, nhưng mà chúng ta cần phải có tình nghĩa, cần phải có hỷ xả một chút xíu. Chúng ta muốn nhận được thì chúng ta cũng phải muốn cho đi. Bản thân mình bây giờ mình cũng cho đi rất là nhiều, mình gặp bạn nào đó ok, đối tác rất ok, mình tặng sách rất là nhiều bạn rồi, kể cả những bạn đi học lớp 3 tiếng đồng hồ của mình, các bạn buổi tối đó mình cũng dành 20 quyển sách để mình tặng. Tuần này mình có chia sẻ này, tối thứ năm nè mình có chia sẻ cái lớp học làm chủ miễn phí, ok. Và bạn nào như thế nào bạn nào như thế nào muốn như thế nào muốn biết mình, ok, thì các bạn như thế nào các bạn đến lớp học làm chủ buổi tối hoàn toàn miễn phí ở 199 Điện Biên Phủ, phường 15 quận Bình Thạnh, ok chưa? Thì các bạn đến đó, các bạn như thế nào các bạn sẽ được học miễn phí. Và các bạn biết không, và trong lớp đó mình thường thường nó như thế nào mình tặng 20 bạn, ok chưa? Mình tặng 20 bạn nó như thế nào về cái gì về cái quyển sách, và chương trình nào mình cũng tặng hết, ok chưa? Cứ mỗi chương trình là mình tặng 20 cuốn, hồi giờ mình tặng đâu cũng cả ngàn cuốn rồi. Các bạn không chung đây điều này chưa? Thông qua cái chương trình của mình thế thì cho em tham gia với, ok, bạn tham gia thì bạn cho số điện thoại và bạn phạm ngọc anh nhé. Học miễn phí còn vui nữa chứ, đúng rồi bạn Hoàng Duy ơi, rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn bây giờ nếu mà bạn quá keo kiệt, ok chưa, thì ai mà nó như thế nào mua quà tặng sách, em mua sách thầy 6 quyển và em tặng hết rồi, giữ là 2 quyển, ok, tuyệt vời. Bạn Minh Huệ, em là người rất là tuyệt vời bởi vì sao những người bạn tặng đó nghĩa là bạn đang gieo, và những người đó họ sẽ rất là yêu quý em, và cái sự yêu quý đó nó mới làm cho bạn phát triển được, ok. Bạn Minh Huệ ơi, bạn rất là tuyệt vời. Có nhiều người quá tính cho họ mà hòn keo kiệt đó, muốn mua sách cho họ, nói chuyện cho họ mà họ còn keo kiệt đó, ok, thì tất cả những con người đó nó như thế nào không có phát triển được. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ok, các bạn ơi, nó là các bạn nào mua sách của mình thì các bạn comment xuống, các bạn mua sách của mình, không những mua sách mà các bạn còn như thế nào ok chưa? Các bạn còn liên hệ với những con người khác, các bạn còn tặng cho họ nữa. Có bạn họ mua của mình 200 cuốn sách để gì? Để họ đi tặng thôi. Mới hồi chiều nè, có mấy bạn nói cái quyển sách của thầy tặng nó rất là hiệu quả, và họ đọc xong họ khen. Bạn thấy điều này rất là tuyệt vời, ok chưa? Nghĩa là chúng ta như thế nào chúng ta đừng cứ quá keo kiệt, ok chưa? Cái thứ 9 ghi vô, trước khi đi thứ 9, các bạn có muốn mình chia sẻ cái chủ đề tối mai mà, tối mai mình có chia sẻ tiếp, các bạn comment xuống. Và 9:30 tối mai mình cũng chia sẻ cái livestream này cho bạn tiếp, comment xuống, ok chưa? 10 cách hưởng lợi từ kinh nghiệm của những người xung quanh, 10 cách để chúng ta hưởng lợi từ kinh nghiệm của những người xung quanh, các bạn comment xuống. Ngày mai 9:30 tối ngày mai, tối thứ ba, mình sẽ chia sẻ cái chủ đề 10 cách để bạn gì hưởng lợi kinh nghiệm từ những người xung quanh, ok chưa? Mấy cách các bạn, 10 cách. Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn làm quen với mình, ok, các bạn inbox cho mình cái số điện thoại của các bạn, ok, email của các bạn. Và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn bấm vào, các bạn chia sẻ đi, tại sao các bạn chưa chia sẻ, ok chưa? Và tối mai mình sẽ chia sẻ cho bạn cái chủ đề 10 cách để bạn hưởng lợi kinh nghiệm từ những người xung quanh bạn, ok chưa? Và các bạn thấy chủ đề ngày mai là một chủ đề rất là hay, chủ đề hôm nay cũng là một cái chủ đề rất là hay, ok chưa? Tại sao các bạn không chia sẻ về, các bạn phải chia sẻ ngay về để các bạn lưu lại, để bạn nhớ ngày mai ngày mốt bạn xem và bạn bè mình xem nữa. Cái chia sẻ mà bạn còn suy nghĩ, bạn không quyết định một cách rất nhanh gọn, cái gì cũng suy nghĩ và chậm quyết định quá thì hỏi làm sao mà phát triển được, ok chưa? Em không chia sẻ được thôi thì bạn vào cái trang Facebook của mình và bạn sẽ chia sẻ được, ok chưa? Và bây giờ tới cái gì cái số 9, ok chưa? Cái số 9, các bạn ghi cái số 9, ok chưa? Cái số 9 là cái gì cái sức y của bạn, bạn y quá, những người mà họ không y,
họ không có chịu thay đổi, họ cứ ngồi đó, họ không muốn làm cái gì hết, thì những cái người đó họ tự mắc bẫy cho chính cuộc đời họ. Bởi vì họ y quá, làm cái gì cũng y. Cách đây ngày hôm qua mình gặp bạn Phúc, bạn Julie Phúc, và cách đây 3 năm trước, ok chưa, bạn đã đến Bi rồi, bạn học, bạn rất là năng lượng, nhưng mà đã hơn 3 năm rồi bạn chưa gặp được mình lại. Và hôm qua bạn chạy tới bạn gặp mình, bạn kêu lúc này em y kinh khủng luôn, em y lắm. Và em y một cái là cái sức cái làm ăn của em nó có vấn đề liền. Bây giờ em muốn em tới em học thầy để em có cái năng lượng lên. Mình kêu bạn rất là tuyệt vời, và mà nói là em hãy dành thời gian để em tới những lớp này, những lớp nào em đã học rồi thì em dành thời gian em đi học lại thôi. Và chính cái sự học lại đó nó sẽ làm cho em không còn y nữa. Các bạn dùng ra điều này chưa? Và bạn nói em mới cứ gặp lại thầy có mấy tiếng đồng hồ thôi mà tự nhiên em năng lượng ra, em không còn y nữa. Và sắp tới em sẽ sắp xếp em đi tham gia lại những cái khóa học đó để em phục hồi năng lượng lên, để em không còn y nữa. Y là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta chả làm được cái gì hết. Nếu mà bạn sức bạn y quá, bạn không muốn làm gì hết thì bạn như thế nào? Bạn hãy đi chơi với những người có năng lượng, trang đầy năng lượng, trang đầy nhiệt huyết, để con người chúng ta nó ý nghĩa hơn. Y quá không có làm được cái gì hết. Các bạn vô chưa? Nếu bạn nào mà cứ con người mình y quá thì bạn đừng cứ ngồi đó, hãy đi tìm những con người năng động, giỏi giang, nhiệt huyết, mà là chúng ta chơi với họ, đừng có chơi với những con người y. Nói cái chuyện thì tiêu cực không làm thì không có muốn làm, nói cái gì cũng bàn ra không thì các bạn chơi với những con người đó là bạn bị họ hút hết năng lượng, hút hết sức y của bạn đi. Ok chưa? Và cái điểm thứ 10, các bạn đi, cái điểm thứ 10, ok chưa? Đừng cái kiểu mà đối xử nói chuyện cái kiểu là trẻ người non dạo quá. Ok, lớn tuổi thì phải chín chắn một chút xíu. Cái số 10 là trẻ người non dạo quá thì sẽ không có thành công được. Cái đặc biệt là cái số 10 á. Trẻ người non dạo quá thì không có thành công được. Ok chưa? Nên là chúng ta cần phải có sự nhiệt huyết. Ok các bạn ơi, lớn rồi đừng có làm những hành động trẻ người non dạo quá thì không đâu tới đâu hết. Làm sao mà phát triển được? Ok, hơn thua nhau từng chút thì làm sao phát triển được. Bạn nào y, các bạn gặp mình thì các bạn sẽ hết y ngay. Mình sẽ dí cho bạn một hồi, các bạn sẽ hết ngay. Mình sẽ giới thiệu với các bạn. Bạn nào mua 2 cái quyển sách của mình Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì các bạn sẽ được gì Được ép vào một cái group riêng trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn được ép vào, và vào đó mình sẽ chia sẻ bạn cái tư duy kinh doanh nó sâu hơn. Ok các bạn ơi, 2 quyển sách này sẽ được gì Sẽ được gửi đến nhà bạn khắp mọi miền đất nước. Ok, ok chưa? Trẻ người non già không thành công được, đúng rồi. Ok chưa? Làm trẻ người quá non già sao thành công được? Ok không các bạn ơi? Hãy chín chắn một chút xíu, hãy lớn lên, hãy trưởng thành đi. Non già quá làm sao bạn thành công được? Ok chưa? Thì các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cho cái thứ 11 bonus cho các bạn luôn nè. 11 là để tránh gây là bạn phải đi tìm cho mình một người cố vấn, một người thầy. Ok chưa? Em nghe thầy giảng mà em cũng tràn đầy năng lượng. Vâng, phải tràn đầy năng lượng, bạn Minh Dương ơi. Cuộc sống mà không năng lượng thì cuộc sống làm gì? Mình bonus cho bạn cái thứ 11 này. Hãy tìm cho mình một người cố vấn, hãy tìm cho mình một người thầy. Ok chưa? Và những người đó họ sẽ giúp cho bạn nó như thế nào không còn y nữa. Nó giúp cho bạn mở mang, nó giúp cho bạn cái hướng đi, và bạn sẽ giỏi liền. Bạn ơi, nghe chưa? Cái người thầy họ chỉ cần nói cho bạn một ý thôi, bạn thoát ra liền, bạn làm đi. Bởi vì họ va chạm, họ kinh nghiệm rồi. Các bạn có sẵn sàng để mình kể câu chuyện không? Cách đây một thời gian rất là dài, mình gặp lại một cái bạn design. Cái bạn đó là bạn design sách cho mình. Hồi kia bạn học cái chương trình của mình, và bạn có nói với mình là bạn nói thầy ơi, khi nào mà sách của thầy ra thì em sẽ thiết kế và design cho thầy. Và hôm đó cái quyển sách đầu tiên của mình ra là cái quyển sách Vượt Biển Lớn á. Mình thấy có nhiều bạn chưa chia sẻ cái live stream của mình về nha. Các bạn hãy tranh thủ các bạn chia sẻ đi, đừng có để mình nhắc hoài. Hãy chia sẻ đi các bạn, tại sao bạn chưa chia sẻ. Và mình lại nói tiếp nè, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà. Và khi bạn gặp mình, bạn mới nói rằng là em như thế nào em đã kinh doanh mà mấy năm nay nó không có thay đổi. Mình hỏi là cái cách làm như thế nào. Nó là em mở ra những cái lớp dạy design,
thiết kế cho những bạn khởi nghiệp, rồi sau đó các bạn thiết kế, các bạn doanh nghiệp thì họ không có thiết kế, họ đưa cho em thiết kế, thì em sẽ thiết kế và em nói là vậy cái đối tượng em là gì, là những đối tượng khởi nghiệp, mà nói rồi những cái đối tượng khởi nghiệp là những đối tượng nào có tiền nhiều đó, làm sao nó thiết kế em được. Em hãy đi tìm những doanh nghiệp mà doanh thu họ 1 tháng 1 tỷ và em tới em gặp họ, em cứ hãy để cho em thiết kế, và nếu mà họ không thì em nói là để em thiết kế miễn phí cho 1 tháng, em thiết kế miễn phí vài sản phẩm và họ thấy em thiết kế hay thì họ như thế nào à, họ sẽ đưa em thiết kế. Một doanh nghiệp mà 1 tháng họ doanh thu 1 tỷ thì họ thiết kế nhiều thứ lắm, họ bao bì sản phẩm bắt rớp, họ sẽ thiết kế đi thiết kế lại cả bi training của mình này, quanh năm thiết kế các bạn thấy không, tập hết ok rồi, phong bì thư hết rồi, mình thiết kế mình in nhãn áo rồi, mình thiết kế cái gì à, sách mình hiện tại là 3 quyển sách, chuẩn bị là 4 quyển sách rồi, in ra in lại tới lui ok, họ làm cho mình. Những cái doanh nghiệp mà nó có doanh thu lớn thì họ làm liên tục, họ làm quanh năm suốt tháng. Em chỉ cần tìm 10 doanh nghiệp 20 doanh nghiệp như vậy là em làm mệt rồi, và doanh thu em đã nhiều rồi. Và 2-3 năm nay bạn lo ai vậy, mà khi mà gặp mình nói chuyện đâu có nửa tiếng à, và bạn về bạn thay đổi chất lượng liền, và thế là cái cuộc đời bạn nó thay đổi, cái công việc của bạn nó thay đổi, các bạn thấy chưa. Mấy năm nay bạn lo ai nhưng mà khi ai đó cái người kinh nghiệm họ chỉ cần nói 1 tiếng thôi là bạn biết liền ok. Cho nên là càng hãy tìm cho mình những người cố vấn giỏi giác thì họ sẽ như thế nào à, họ sẽ chỉ cho các bạn một cái là bạn biết liền, có gì đâu lo hay cả đời bạn còn không biết cách làm rồi ok chưa. Bạn nào chưa biết kinh doanh thì các bạn mua sách của mình. Sách của mình là một trong những cái sách mà các bạn đọc để các bạn biết kinh doanh, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình ở trong đó ok. Còn bạn nào mà muốn theo dõi cái live stream mình thì các bạn hãy chia sẻ về trang nhà bạn và hãy theo dõi rất là kỹ những cái chương trình nó như vậy ok. Thứ 12 các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Thứ 12 bonus luôn á ok chưa. Hãy làm đến cùng, đã không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng, lên danh sách là phải làm đến cùng, đừng có bỏ cuộc. Các bạn đã không xem live stream mình thôi, xem là xem đến cùng ok chưa. Đã không ra kinh doanh thì thôi, ra kinh doanh là ra kinh doanh đến cùng ok chưa. Đừng có thục thò làm cái gì mà cứ không tin vào chính mình, thục thò làm cái kiểu hai chân thì làm sao mà nó thành công được. Các bạn chưa, bạn bây giờ bạn muốn xây dựng mối quan hệ của ai đó mà bạn xây dựng cái kiểu hai chân, bạn thục thò thì ai mà tin bạn, bởi vì cái người bạn nó không có nghiêm túc, ai mà tin bạn. Các bạn hồi chưa, nó là đã làm thì thôi, là phải cam kết cái gì làm chưa được thì chúng ta tháo gỡ, chúng ta làm đến cùng, làm hàng 2, hàng 3 thì làm sao mà làm được. Em vừa làm công, em vừa làm kinh doanh, mấy người đó mà làm sao mà làm được. Cái chuyện làm công là các bạn lo, bạn làm công rồi bạn hết thời gian của bạn mất tiêu rồi, thì cái thời gian đâu mà bạn ra bạn làm kinh doanh. Nên là làm là phải cam kết, cam kết đến cùng thì chúng ta mới thành công được ok. Cái cuộc đời mà bạn đi hàng 2, bạn đi hai chân á, thì bạn hại ai? Bạn hại chính cái cuộc đời của bạn trước. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Nên là vừa rồi mình chia sẻ bạn 10 cái bước mà mình bonus cho bạn tới 2 bước nữa là những cái điều mà chúng ta rất là dễ mắc phải, và nó cái điều đó nó tạo cho bạn những cái cạm bẫy ở trên cuộc đời của các bạn ok chưa. Bạn nào mà chưa mua sách của mình thì các bạn comment xuống các bạn mua sách, và sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, mình sẽ chia sẻ cái danh sau hơn ok chưa. Và mình rất là vui tối hôm nay chia sẻ với các bạn, vì ngày mai mình phải đứng lớp từ sáng cho tới tối nữa. 2 ngày cuối tuần là mình đứng lớp trainer giúp cho các bạn đào tạo và huấn luyện nhân viên. Từ thứ hai cho tới thứ tư mình cũng đứng lớp từ sáng cho tới tối, cái lớp gọi là lớp link, giúp cho các bạn viết ra một cái quy trình hoạt động của công ty đơn giản nhanh gọn lẹ ok chưa. Và ok bạn tỷ, em chưa có quyển sách à, ok sẽ có sách gửi tới nhà em ok chưa. Và nó như thế nào à, và tối thứ năm này thì mình có cái lớp học làm chủ miễn phí. Bạn nào ở Sài Gòn, ở Đồng Nai, ở Bình Dương thì các bạn đăng ký học cái lớp vào tối thứ năm. Bạn nào ở xa nữa không đi học được lớp thì các bạn như thế nào à, các bạn đăng ký mua 2 cái quyển sách của mình ok chưa. Và cái quyển sách thứ ba thì còn 2 tháng nữa nó ra bạn Phong Phạm ơi. Và chúc các bạn một buổi tối ngủ thật ngon, và tối mai các bạn quay lại cái live stream này, mình sẽ chia sẻ cho bạn 10 cách để chúng ta hưởng lợi kinh nghiệm từ những người chung quanh mình. Mấy cách? 10 cách. Tối mai 9:30 lên xem live stream tiếp và rủ bạn bè mình lên xem ok chưa các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn tràn đầy năng lượng.
tràn đầy năng lượng. Tối hôm nay mà mình đang bị cảm này, mình cũng tràn đầy năng lượng với các bạn nè. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Chúc các bạn ngủ thật ngon. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ thật ngon.